Em rất ok này, hai mặt em xe hơi. Ở đây là đường Phan Huy Ích ngay sau khu siêu thị M2 này. Cách khoảng chừng 300 mét là ra đường chính. Ở đây hai mặt hẻm, xe hơi đổ cửa và vẫn còn một chiếc xe có thể chạy được. Được thêm cái hẻm hông, quá trời thoáng mát luôn. Hẻm hông, rất ok. Hẻm hông. Điểm mạnh là nhà chúng ta còn có ban công vòng quanh, nó rất là thoáng mát. Cho nhà có người lớn ở là quá ok luôn, bởi vì ngoài cái hẻm hông để người lớn ở, trồng cây, phơi đồ, các kiểu thoáng thì còn có thêm phòng ngủ dưới cho người già nữa. Hẻm trước nhà rộng, sân để xe. Sân để xe, để chắc cũng phải được là 6 chiếc xe máy để khéo hai lớp cửa, cửa trong ngoài, cửa trong là nhà. Cửa rồi window nhựa cách âm, kính cường lực. Với vị trí rất là ok cho một cái không gian ở mà chúng ta được thông thoáng là sẽ có được sức khỏe tốt khi ở những cái căn nhà bất động sản như thế này nha quý vị. Cửa sổ hồng thoáng mát ban ngày mà sáng trưng về. Nhà này thì chắc hôm nay mình bật đèn để mình quay phim thôi, chứ còn bình thường quý vị ở thì khỏi cần bật đèn bật quạt gì hết. Rất là mát luôn, thằng salon quạt, salon quạt trần, trần loại treo, rèm che cửa sổ. Nhà có diện tích 3m7 x 12, ra sổ hồng riêng công nhận 44m2, có phòng ngủ dưới cho người già này, quý vị. Đây, tặng được cái giường này, đó là ok. Đây, phòng ngủ dưới cho người già khoảng chừng cũng được mười mấy mét vuông á. Cái giường mà vẫn còn thấy rộng. Sau đó chúng ta có cái hành lang đi ra khu bếp, và tại khu bếp chúng ta có cái cửa hông hai lớp cửa, cửa kính ở ngoài và cửa kéo ở trong. Tại khu bếp này cũng khá là rộng rãi. Cầu thang lát đá hoa cương đen trắng, tay vịn gỗ song sắt, song sắt. Và toilet cuối dưới dạ cầu thang, có khu để đệm máy giặt, có khu để đệm máy giặt luôn, có khu để đệm máy giặt. Bố trí rất là hợp lý. Khu này để máy giặt này chú vị, có ống thoát nước chờ và cấp và thoát cho máy giặt. Toilet cuối. Nhà có thêm cửa hông là một cái điểm mạnh để trong cái việc ở, và chúng ta đặt ở đây cái bàn ăn sẽ rất là thoáng mát. Cửa thang lát đá hoa cương đen trắng. Tại chứa nghỉ lớn thì trước khi ra hai cái phòng ngủ thì chúng ta sẽ có một cái đường ra toilet sau. Bên đây có thêm cái cửa lùa. Toilet sau có cái cửa để chống trộm của đường lên trên máy. Tại đây có luôn một cái khu thích thì để máy giặt nữa. Và hành lang rất là rộng. Đây chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ liền. Tại đây có cửa nha. Cửa nhôm ngủ được tặng máy lạnh, giường, máy lạnh, giường, cửa sổ. Rồi sau đây chúng ta sẽ có một phòng ngủ trước rất là rộng, full nội thất, giường, rèm che cửa sổ, giường kê giữa phòng luôn. Như vậy là nó sẽ rất là rộng, giường kê được giữa phòng thì mới đạt được cái sự rộng rãi nhất định. Cửa sổ ba phía luôn, cho nên là quá là đẹp, rất là ok nè. Có thêm ban công ngoài vòng quanh luôn, ban công ngoài vòng quanh nè. Ông thợ đang làm gần xong, ban công ngoài vòng quanh, ông thợ đi nè, vòng xanh đây, rất là tuyệt vời nè. Quý vị hãy nhanh chóng đi xem căn nhà này quý vị, 0906943839, 0388577577 để đi xem căn nhà này. Và cũng đừng quên đăng ký hai kênh bất động sản chạy song song, bất động sản Hồng Phát và nhà đất Đoàn Vương, để chuyển trang nhỏ Gò Vấp để xem thêm những cái căn nhà khác trong danh sách phát nhà 4 đến 5 tỷ. Thân ái chào tạm biệt quý vị.